Đến nay, ngày 24 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 358.456 ca mắc COVID-19, trong đó 154.612 ca đã khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 737 ca nặng và nguy kịch, dự kiến từ ngày 25 tháng 8 phát thuốc Monopiravir cho F0 điều trị tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh kể từ đợt dịch thứ tư đến nay. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 354.355 ca. Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 180.245, Bình Dương 73.425, Đồng Nai 18.311, Long An 18.193, Tiền Giang 7.743. Trong ngày 23 tháng 8, có 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca COVID-19 được điều trị khỏi là 154.612 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 711 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 26 ca. Ngày 23 tháng 8, trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 389 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 340, Bình Dương 34, Long An 6, Đà Nẵng 3, Đồng Nai 2, Đồng Tháp 2, Cần Thơ 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 9.450.525 mẫu cho 27.763.959 lượt người. Hôm qua ngày 23 tháng 8, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có văn bản gửi các cơ quan hữu quan, trong đó có Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm 2021 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ tiếp nhận hơn 31 triệu liều vaccine BNT162b2 ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech.